Sắp tới, Gia Bảo Luxury sẽ tham dự sự kiện Dubai Watch Week, quy tụ của những nhà sản xuất đồng hồ danh tiếng nhất trên thế giới. Sự kiện này sẽ diễn ra từ ngày 20 đến 24 tháng 11. Trong giới chế tác, sự kiện Dubai Watch Week chỉ đứng sau Bezoguer và Hong Kong Watch and Clock Fair. Bezoguer, Gia Bảo Luxury đã tham gia từ tháng 3 đầu năm. Gia Bảo Luxury sẽ để link ở bên dưới các bạn nhé. Đừng quên subscribe và bật chuông thông báo để đón nhận những tin tức mới nhất từ Gia Bảo Luxury. Rất vui được gặp lại các khán giả của Gia Bảo Luxury trong chuyên mục review đồng hồ. Ngày hôm nay, nhân vật chính của chúng ta đó là cỗ máy thời gian mang tên Custos Challenge Twin Time CTT AGR. Đây là một thương hiệu đồng hồ không mấy được biết đến nhiều tại Việt Nam, được thành lập vào năm 2005, tức là còn khá mới mẻ, và hãng cũng không tập trung vào quảng cáo đại trà nên ít người biết tới cái tên Custos cũng là điều mà chúng ta có thể hiểu được. Jason Cermak và Antonio Terranova là hai người đồng sáng lập lên thương hiệu này. Nếu như Cermak là con trai của Vartan Cermak, người cùng sở hữu tập đoàn đồng hồ Frank Miller Watch Line Group, thì Antonio Terranova lại là nhà thiết kế đồng hồ tài năng, mang cho mình kinh nghiệm về chế tác đồng hồ khi đã từng hợp tác với các thương hiệu nổi tiếng như là Cartier, Piguet, Tag Heuer hay là Breitling và cả Zenith nữa. Cái tên Custos bắt đầu hành trình dài của mình kể từ năm 2015, khi mà cả hai người đàn ông thuộc hai thế hệ kia cùng chung nhận định rằng rồi tương lai những chiếc đồng hồ có kiểu dáng kháng lệ sẽ thực sự chiếm lĩnh thị trường đồng hồ. Thời đại của sự sáng tạo, sự phá cách đang đến gần. Terranova nghĩ đơn giản là mọi người không hề muốn đeo đồng hồ cha của mình. Và rồi, cả ba bộ sưu tập của hãng đó là Challenge, Evolve Square và Jetliner đều gồm những mẫu đồng hồ có kiểu dáng tunnel khỏe khoắn. Và mẫu đồng hồ Custos Challenge Twin Time thuộc thế hệ đồng hồ gần như đầu tiên mà hãng giới thiệu tới công chúng, và do đó để kiếm được một chiếc như mới ở thời điểm hiện tại là gần như một nhiệm vụ bất khả thi. Mẫu đồng hồ này sở hữu bộ vỏ tunnel trong chất liệu vàng hồng. Đúng là tunnel, dáng vỏ đã đem lại sự nổi danh hàng đầu cho nhà sản xuất Richard Mille. Và có lẽ bởi việc tung ra đồng hồ Richard Mille mà trên rất nhiều diễn đàn đồng hồ, mọi người đều quy kết rằng thương hiệu Custos đã lấy cảm hứng từ đồng hồ Richard Mille để tạo ra đồng hồ cho mình. Thậm chí, Custos đã mượn dùng luôn dáng vỏ từ thương hiệu đi trước Richard Mille. Vậy liệu điều này có đúng hay không? Công bằng mà nói, dáng vỏ tunnel đã xuất hiện dưới thời của người nghệ nhân chế tác đầy tài năng Louis Cartier và bắt đầu được ứng dụng trên nhiều thiết kế của các thương hiệu khác như là Vacheron Constantin, Patek Philippe, v.v. và được biết nhiều đến hơn cả trong thế kỷ trước, đó là đồng hồ tunnel của Frank Muller. Vài thập kỷ sau, Richard Mille mới tung ra chiếc đồng hồ tunnel đầu tiên của hãng, đó là RM01 Tourbillon vào năm 2001. Tuy nhiên, thay vì phác họa nét cổ điển của dáng vỏ tunnel truyền thống Frank Muller hay là nhiều thương hiệu khác, dáng thùng phi của vỏ đồng hồ Richard Mille hay trên chiếc Custos Challenge Twin Time CTT AGR này lại được đánh giá là khá thể thao và hiện đại. Vỏ vàng hồng của cỗ máy này lớn hơn và có kích cỡ đo được là 53mm x 41mm. 53mm là chiều dài đo được từ đầu càng nối dây trên đến càng nối dưới, và 41mm là khoảng cách từ góc 9 giờ tới 3 giờ của vỏ đồng hồ. Và với kích thước như vậy, đây là chiếc đồng hồ không dành cho những ai có cổ tay quá bé, cảm giác như cả chiếc đồng hồ sẽ có thể nuốt mất cả cổ tay vậy. Cùng với bộ vỏ đậm dáng, núm vặn cỡ lớn với lớp đệm màu đen ở bên ngoài, lớp kính sapphire dạng vòm, chiếc đồng hồ này có thể kháng nước ở mức 100m. Mặc dù là kính sapphire dạng vòm của chiếc CVS TOS này có một ưu điểm, đó là tăng khả năng quan sát những chi tiết bên trong mặt số đồng hồ hơn. Nhưng với kinh nghiệm của riêng mình thì phàm những chiếc đồng hồ có mặt kính sapphire lồi rất dễ bị chầy, xước và khá là nhạy cảm với những va chạm mạnh, cụ thể hơn là dễ vỡ. Mặt khác, với những chiếc đồng hồ có mặt số lồi thì việc ghi lại những hình ảnh bên trong mặt số cũng khó khăn hơn. Gia Bảo Luxury đã từng mất 3 giờ đồng hồ chỉ để chụp được một góc nhỏ có thể phô bày mặt số trải tia màu nâu khói ở bên trong chiếc Hart Monster & C Venturer do mặt kính quá là lồi và bóng. Dù vậy, tôi vẫn phải công nhận rằng mặt kính sapphire của chiếc CVS TOS hiện tại khá là trong nên nhìn vào bên trong mặt số rất thích mắt. Các chi tiết bên trong mặt số hiện lên rõ ràng và rành mạch. Mặt số được chia thành các tầng nên sẽ có chiều sâu hơn. Các cọc số chỉ giờ đã được nhà sản xuất rút gọn, để lại cọc số 1, 5, 7 và 11 tại 4 góc của mặt số. Có thể truyền đạt 2 múi giờ cùng lúc như trên chính tên của chiếc đồng hồ này.
nhà sản xuất đã bố trí thêm một mặt số phụ trên mặt số chính lớn nhất. Mặt số phụ báo múi giờ thứ hai được đặt bên ổ chụp kim trung tâm. Mặt số phụ này cũng được lược bỏ các chỉ số, để lại cọc 3, 6, 9, 12 giờ cùng với 2 kim giờ và phút nhỏ có phủ chất phát quang mà thôi. Mặt số đồng hồ đã được thể hiện theo dạng skeleton để trông cuốn hút hơn. Nhà sản xuất đã bố trí một ô cửa sổ báo ngày với 2 chỉ số tách riêng biệt trên mặt số của chiếc Custos này. Những tín đồ của đồng hồ cơ liệu có thể cưỡng lại được những chuyển động của các chi tiết máy hay không? Đặc biệt hơn, với Custos Challenge Twin Time CTT Agia còn sở hữu một nắp đáy mở, một nắp đáy bằng sapphire cho phép người đeo có thể quan sát được bộ máy đang vận hành, cung cấp năng lượng cho cả chiếc đồng hồ. Giá retail khi mới xuất xưởng của chiếc đồng hồ này là 26.700 USD, nhưng thực sự con số đó là hơi cao với chiếc đồng hồ. Nhưng hiện tại, Custos Challenge Twin Time CTT Agia đã qua sử dụng thì mức giá khá là mềm và theo tôi đánh giá là hợp lý hơn so với mức giá mà hãng đề ra. Còn bạn, bạn nghĩ sao về chiếc đồng hồ này? Hãy để lại đánh giá của mình ở phần bình luận bên dưới để cùng trao đổi với Gia Bảo Luxury. Và đừng quên theo dõi những video tiếp theo nhé! Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại! Sắp tới, Gia Bảo Luxury sẽ tham dự sự kiện Dubai Watch Week, quy tụ của những nhà sản xuất đồng hồ danh tiếng nhất trên thế giới. Sự kiện này sẽ diễn ra từ ngày 20 đến 24 tháng 11. Trong giới chế tác, sự kiện Dubai Watch Week chỉ đứng sau Bezoguer và Hong Kong Watch and Clock Fair. Bezoguer, Gia Bảo Luxury đã tham gia từ tháng 3 đầu năm. Gia Bảo Luxury sẽ để link ở bên dưới các bạn nhé! Đừng quên subscribe và bật chuông thông báo để đón nhận những tin tức mới nhất từ Gia Bảo Luxury.